Rồi cho anh em, rồi mình tiếp tục rã con tim thái nha em ơi. Tim thái số đầu 91 nha, 81 nha anh em. Rồi trước tiên quay cái dây đông nè. Dây đông nhà bao ngay thẳng nha anh em. Anh em về rửa ra xài nha. Nó còn khá đẹp nè. Tại bụi bặm chưa rửa em ơi. Quay hơi trễ luôn nên đăng đại luôn anh em. Cầm là cầm zin hết nha anh em. Cầm là dây zin hết nè. Ở đây con đây con người ta có cắt nối gì nè anh em ơi. Bán đại anh em về làm nha. Tại xe này cũng cũng không có bệnh, không có test nổ nên đại đại bán luôn. Dây cậu còn zin đây zin nè. Đây có cắt nè. Mà cầm zin em ơi, cầm thấy zin nha. Cầm zin hello ta. Rồi, cầm này chắc lô quá. Mà nút xi nhan thấy zin nè. Nút xi nhan zin nè. Cầm thì giống như lô quá anh em. Rồi cái cầm nút đề nè, nút đề là bao zin nha. Nút đề cầm nút đề là bao zin nè. Nó bao zin luôn. Tay thắng này nó hơi cong hơi sệ chút hôm nay. Này thì cũng hơi yếu mà. Tay thắng này cũng hơi yếu nha anh em. Cái hoài hơi yếu nè. Ở đây còn nguyên xi nè. Nói như hình nha, anh em về vệ sinh ra nha, đêm thái nha mày. Đó, cầm zin luôn nè, nút đề zin luôn. Có sao có vậy, bán rẻ mà xài chơi luôn. Đó, bán cho em là 300 bao ship luôn. 300 bao ship luôn nha anh em ơi. Ống sỉ đầy đủ nha anh em, 300 bao ship. Cái cầm này bán không hết, có 200 rồi nè. Nó bán như hình thôi, bán ghi đông, sổ khỉ như hình thôi, 300 bao ship. Cái này như là bị lô sao á. Này người ta thay dây điện zin nè, này chắc người ta cắt ra nối vô. Mà cái nút xi nhan zin nha. Rồi, 300 bao ship luôn. Rồi hai rửa luôn, bán rẻ luôn, hai rửa bao ship luôn, bán giá rẻ luôn. Rồi cái thùng xăng này nè, đêm thái nè, đó nhìn hình em ơi, báo xăng zin luôn nha, báo xăng zin, rồi nắp xăng zin luôn nè, nắp xăng này zin sao bự dữ vậy? Đó, bên trong đẹp nè, không một lủng nha em ơi, nó hơi sét nha em ơi, hơi sét nha, đó nhìn hình, rồi gắn xe cỏ chạy bao ngon luôn, rồi mặt dưới nè, đó nhìn hình em ơi, bên trong thì nó hơi không chạy lâu quá, để nó hơi sét xíu. Nói như hình là đúng đời nè, chính đời 98 gì gì đó. Rồi như hình nha, bán 550 bao ship em ơi, 550 bao ship nha. Rồi đụng gì quay đó luôn đi. Đó, bình xăng rim lùng nè, ở lộn bình xăng rim thái nè. Đời 98 em ơi, 98 gì hay 92 gì không biết. Nói như hình nha em ơi, 98 gì vậy. Rồi đúng đời, đúng con xăng rim thái nè. Rồi như hình nè, bán không bao gì luôn. Trái ca còn ok, có lít nhẹ thôi. Như hình nha em ơi, bán combo bình xăng combo e nha. Rồi bán cho em là 400 bao ship thôi. Đó, anh em về làm nha. Hôm ơi cũng có nổ thử rồi. Cũng còn im nha, còn im nha anh em, mà không có chạy thôi, nổ rồi chứ không im thôi. Nổ có không có chạy nha. Rồi rồi pha đèn thêm thái nè, còn bao đẹp nha anh em. Pha đèn thêm thái nè, bao đẹp nha. Đây một mã còn nè. Một mã còn nè, PM rồi. Đó một mã còn nha anh em. Chui bọng riêng zin hết nha. Chui bọng zin hết nè, trong đây nè, bao đẹp luôn. Đó còn quẹt sơn luôn nè. Còn quẹt sơn luôn nha anh em. Bao đẹp lung linh luôn. Đó nhìn nè, pha đèn đêm thái nha, bao đẹp nha anh em, bao keng nha. Đó, bao keng. Rồi cái xi nhan nè, nó long lanh luôn, đúng đêm thái luôn nè. Đúng đêm thái luôn. Miền Thái Lan anh ơi. Miền Thái Lan nha anh em. Đó, đêm thái nè, dây cổ đẹp nè, không cá nối nè. Đẹp nè. Khá đẹp nha. Rồi cái này nè, này đẹp luôn. Này bị nứt nhẹ miếng em ơi. Nứt nhẹ miếng nha. Rồi mắt chụp đen, mắt chụp mũ đen. Đó nhìn nè, anh em giờ lấy chụp mũ đen gắn vô rồi bao đẹp liền, long lanh nha. Không gãy bát nào luôn nè, bát bọng nguyên quyên Thái Lan nè. Ở cái đuôi đèn nè, đuôi đèn cũng đẹp luôn, hai bên đèn xi nhan đẹp luôn nè. Ở chính giữa thì nó hơi mờ rồi nó bay gắn không nghe khớp á nè, gắn lội ra hoài nè, bụi bặm vô nó hơi mờ, gắn không nghe khớp nha, khớp nè, gắn không nghe khớp nè, khớp không vô nè, nên nó bị nước bụi vô nó mờ. Đó nhìn nha. Rồi bộ pha đèn này nó như đêm thái nha mày. Nó này pha đèn đẹp, bao đẹp nha. Rồi bộ như bán bộ như hình này 500 bao ship nha anh em. Đó 500 bao ship nha. Hai pha đèn xi nhan. Pha đèn trước, pha đèn sau 500 bao ship. Rồi cái chắn ba nè, chắn ba rim quen thái nè. Rim thái nha mấy bạn. Này cũng không chạy luôn. Nó mới chứ hổng chỉ đẩy vậy thôi chứ chưa chạy. Về nhà chỉ nổ thôi chứ không chạy thử. Rồi bán đại luôn. Bán cho em là 200 bao ship luôn. Bán giá rẻ luôn. Không chén ở trên ở dưới là thấy kiểm tra sơ bộ là thấy không chưa bơm nha mấy. Kiểm tra sơ bộ thấy chưa bơm nha. Rồi dưới cũng thấy chưa bơm luôn nè. Bán đại luôn. 200 bao ship luôn. Không chỉ đẩy về thôi, đẩy về con chạy cũng còn khá đầm. Mà tại vì nổ máy mới buông tay được nha anh em ơi. Rồi 200 bao ship nha. Rồi cặp phục trước đêm thái nè. G5 nè. Rồi mã này nè, này có sơn lội nha anh em ơi. Ti còn đẹp nha anh em, ti đẹp nè. Ti còn đẹp nha. Không xì nè, đây bộ bọng còn nguyên nè, chưa thấy chưa có vệ sinh luôn. Đó, ti khá đẹp nè. Này có sơn đầy rồi nha anh em ơi, G5 nè. Ok này cũng vậy luôn, ti bao đẹp luôn. Ti bào đẹp hết nha anh em ơi. Về anh em về muốn ngon anh em về chùi rửa ra là lụm thôi.
bán rẻ xài chơi luôn. Đó, bán em là 350 bao ship luôn, bán giá rẻ luôn, 350 bao ship luôn. Rồi cái cặp phuộc nè, cặp phuộc K3 nha, này mới thay để nó không chạy nó bị sét nha em ơi. Bao nhúng ngon nha anh em, bao nhúng ngon, không nhúng ngon không lấy tiền. Anh em như kiểm tra thoải mái, nhúng không ngon không lấy tiền, hơi hám còn đầy đủ nha, chứ không phải tưng tưng em ơi. Bao không xì luôn nha anh em, bao không xì luôn. Nói hình nè, xì trả tiền luôn. Bao nhúng ngon nha, hơi hám đầy đủ, kêu ác đầy đủ. Rồi cục đề nè, mới thay nè, cục đề này đổi dài nè, hiệu Mekong nè, hiệu Mikami gì nè, Mekong Thái Lan em ơi. Đó nhìn nha, bao im bao mạnh nha, này mới thay nè. Đó nhìn rồi, cặp phuộc sau với cái cục đề 200 bao ship nha anh ơi. Về gắn xe cỏ chạy bao ngon nha anh em. Rồi luôn cái cổng dây điện rim Thái nè. Rồi bộ nồi rim Thái nè. Này là nhôm hú mới thay nha em ơi. Cặp nhôm hú mới thay nè. Đó có sao bây giờ cặp nhôm hú mới thay nè. Này hiệu gì nè, hiệu gì không biết, hiệu gì luôn. Lisa gì nó biết nè. Rồi cái ba càng zin nè, ba càng zin luôn nha em ơi. Này bố zin luôn sao á, bố zin luôn sao em ơi, giống bố zin quá. Này bố này chắc mới ba càng mới thay sao zin đẹp quá nha em, không thấy dấu dáng lại nè, giống zin luôn. Rồi này mắc ba nè, mắc ba cái chốt nè. Rồi mắc hai nè, mắc ba hai chốt em ơi, giờ lấy chốt cũ gắn vô xài nha, không nổi đâu làm quên gắn còn ta sao. Nói nè, bố này giống bố zin nha em ơi, nó còn về cui nha em. Nè một mã còn luôn nè, ba càng zin nha, ba càng zin mắc hai cái phe gài nè. Rồi chuồng heo nè. Rồi cái bộ hai cái miếng nhôm nè, gà là 8 nè, nó nhôm khá đẹp anh em. Rồi ở trong gà ABG 5 nha, hai mặt nhôm này zin nè, mấy mặt nhôm này zin nha em ơi, mặt nhôm này zin hết nha. Rồi cái chuồng heo nè, chuồng heo này thay mới nè, này là hiệu gì không biết hiệu gì luôn. Rồi có sao bảo vậy, nồi này mới làm nha, vậy anh em vừa khỏi làm chuông lắng nghe luôn, không còn miếng gọn nữa luôn. Nó nồi này mới làm, ốc tán đầy đủ nè, luôn cái muỗng nè, muỗng cái móc bao bi luôn. Rồi bán em là 450 bao ship nha anh em ơi, 450 bao ship nha, về dùng liền luôn. Đó bố bọng này như bố jean sao 107 nè. Đó nhìn bán em 450 bao ship nha anh em. Rồi ba càng jean nè, ba càng jean hết nè. Rồi này chỉ mất ba cái ấy thôi, anh em về lấy cũ ra xài. 450 bao ship nha. Rồi 400 thôi, 400 thôi, bán rẻ mua đã bán rẻ luôn, 400 thôi. Rồi bộ ba nắp rim Thái nè. Đó, bộ ba nắp rim Thái nha, còn khá ok em ơi, nắp còn phôi đẹp nha anh em. Sơn bổng cũng còn ok luôn. Nó về gắn xe mọc chạy luôn anh em ơi. Sơn còn ok luôn nha. Đó sơn còn ok luôn. Bao không nước bể luôn anh em ơi. Nè sơn mới hông nè. Còn đẹp khá nha em ơi, còn khá nha anh em ơi. Rồi tặng kèm luôn này nè. Này là cuồng lửa giống như zin nha. Cuồng lửa giống zin quá mà cuồng đèn thay nè em ơi. Rồi bán cái tặng này nha. Anh em đừng có nói gì nè em ơi. Em bán gì tặng theo cái bộ này nha. Dây điện còn zin nè. Đó dây điện rất còn zin nè. Tặng theo nha. Không có bán thì bán bộ ba nắp thôi. Đó, cái nắp nồi, cái nắp đũa cá nè, sơn zin còn khá đẹp nè. Anh em về rửa ráy nha anh em ơi, rửa ráy nha. Ở đây thì hơi mòn cạ vô cái hộp sơn, nó hơi mòn xíu nè, mà không bể nha anh em ơi. Cạ hơi mòn xíu nha. Đó nhìn. Rồi cái nắp nồi nè. Rồi nắp nồi nè, sơn đen còn Honda còn luôn nè. Đây bị trầy nhẹn xíu nó vô vận chuyển nè. Nó trầy nhẹn xíu nè, chứ Honda còn luôn. Đó sơn còn khá đẹp nè. Đó nhìn anh em ơi. Đó nhìn anh em muốn ngon nó bao đẹp nè, G5 nè. Bao đẹp nha. Rồi mặt ngoài sơn còn ok luôn. Trong đen còn luôn nè. Sơn đen trong đây còn luôn. Đây thì bị cạ nè. Các cân cạ giá chân cạ nhau. Rồi bán cho anh em cái bộ ba nắp này 700 bao ship nha anh em ơi. Về anh em về lên hết bài nha. Lên rim Thái hết bài, rim Việt lên rim Thái hết bài. Rồi bán cặp bánh nè. Cặp bánh này như đùm này mới thay em ơi, đùm mới thay nha. Đùm mới thay nè. Hiệu này hiệu gì không biết luôn. Hiệu này Japanmod em ơi. Japanmod hiệu tốt, hiệu là tốt nha anh em. Cái đùm này giống lô luôn. Đùm này giống lô luôn mà được cái là niền nè. Đó niền xịn nha. Siam Goshi em ơi, niền zin em ơi. Siam Goshi nha, niền zin nè. Đó còn khá đẹp nha em ơi. Còn khá đẹp nha. Nó không một lủng. Anh em về chà rửa thêm căm xét nha em ơi. Để lau căm xét nha. Nó không một lủng. Rồi như hình. Nó không một lủng nè. Đầu chân dồi nè, đẹp luôn. Nó vậy nè, Siam Goshi nha. Rồi không đóng lưng. Nó này còn đẹp nè, anh em về chà rửa ra còn đẹp, khá nha em ơi. Thì gắn xe cỏ luôn nha. Đó luôn. Rồi má đùm đầy đủ. Rồi bánh trước nè. Bánh trước này cũng mới thay luôn. Cái gì ISO nè, ISO gì nữa. ISO 2001 29001 2000 vậy nè. Rồi này cũng là Siam Goshi luôn nè. Siam Goshi luôn. Siam Goshi luôn nha anh em. Rồi niềng này để lon chạy nó bị nổ nè.
để nó không chạy bị nổ em ơi. Tăng vuông đẹp nha, bao không lóc lưng. Rồi này có những cái lủng lỗ nhỏ nha em ơi, lủng lỗ nhỏ ở đây nè. Đó, cái lủng lỗ nhỏ nha em ơi. Lủng lỗ nhỏ nha. Đó, niền là đùm lô luôn. Niền không lấy tính không tính vỏ nha, vỏ bỏ nha em ơi, vỏ hư rồi. Rồi máy đùm này, máy đùm zin nè. Đó, G5 nè. Đó, G5 nè, THM nè, máy đùm zin nha, máy đùm trước zin. Rồi bán rẻ xài chơi luôn, về gắn xe cỏ xe đi chở đồ luôn. Rồi bán cho em là 400 bao ship luôn anh em ơi, 400 bao ship mà tiền ship hết 60.000 rồi, tính ra còn 300 mấy thôi, tính ra bằng cái máy đùm với cái điện sao thôi. Đó, 400 bao ship luôn. Rồi bán rẻ luôn, 300 bao ship luôn. Chơi hết hết tay luôn. 300 bao ship luôn. Đó, bán giá sát luôn anh em ơi, giá sát luôn nha. 300 bao ship luôn. Vì gắn xe cỏ chạy bao ngon. Rồi cái bô anh em ơi, cái bô này rim Thái nha anh em ơi, nó rim Thái nè. Này rim Thái nha, một mã con nè. Honda nè anh em ơi, xe 100 nha. 1985 nè, nó bô nè, bao không lộn chết không đất tiêu nha. Mặt dưới bao đẹp luôn, chưa được chà rửa luôn, mới xịt dầu vô thôi. Nói như hình này đất xịn nha mấy. Cái này đất xịn nha, nó đất xịn nè. Nói như hình nè, bát bọng có bát bô luôn, bát bô sẵn luôn. Bát bô này bao dày nha anh em ơi, Kim Thái bao dày nha. Rồi đít đẹp luôn nè, nó đít đẹp luôn. Rồi không một bao không một lỗng luôn, rồi lỗi nhẹ luôn nè. Đó, lỗi nhẹ là đây bị mặt trên này bị ngay chỗ cái gì không biết, hàng người ta hàng lại anh em ơi. Có sao vậy nha, tiếng zin còn luôn. Rồi cổ này về nó gắn cổ xài, cổ này nó hơi mục em ơi, nó hơi mục nha em. Hơi mục nè, về thay cổ xài nha. Đó. Bô cái bô đêm Thái nha em ơi, 1985 nha anh em. Bô này khá đẹp nha. Có vậy khá đẹp nha, bên trong không lủng nè. Cổ nhẹ xíu đây thôi. Đó anh em về mài nhẹ là mài thẳng lại, nói hình nha anh em. Rồi 600 bao ship cái bô đêm Thái nha em ơi. 600 bao ship nha, bao tiếng zin nha. Bao không đông vách, bao không đất tiêu nha anh em. Đó như hình, bao không mẫu xẻ luôn. Đó, mặt dưới là bao đẹp luôn. Mặt dưới là bao đẹp luôn. Rồi 600 bao ship. Rồi cái lốc số nè, nó Diêm Thái nè, đầu số 81 nè mày. Diêm Thái đầu số 81 nha. Rồi ốc các chân là ốc bao đẹp luôn, còn đẹp long lanh nha anh em. Ốc các chân đầu còn đẹp nha anh em, còn khá đẹp luôn nha. Rồi mới đã này là có làm rồi nè. Nó là không mới bao không nước bể. Rồi cái lốc bơm nè. Nó AB nè, rồi GR5 nè, GR6 nè. Nói hình nha em ơi, răng cổ nè. Ốc các chân nè. Còn ốc cái ốc nhớt nè. Bao đẹp nha, không nước bể nha anh em ơi, không nước bể, răng cọ còn đẹp nha anh em, không nước bể. Rồi răng cọ này còn đẹp ok luôn. Rồi như hình, bán cặp lốc này bán rẻ xài chơi luôn. 400 bao ship nha anh em ơi, 400 bao ship nha anh em. Rồi cái cùi dĩa nè, này ốc rớt ốc mình lấy gắn ốc vô nha, ốc nãy rớt rồi. Rồi cùi dĩa nè, nó như hình nè. Nó răng bao răng cọ dây luôn. Bao nhẹ nhàng luôn, răng cọ răng nhuyễn riêng luôn nha anh em ơi. Nó bao không lóng lưng luôn nha. Nó không lóng lưng luôn. Như hình. Đó như hình em ơi. Rồi bán chung cái cần bán chung lên cái cần vô đạp nè. Rim Thái nè. Đó như hình nè. Này là 1T gì nè em ơi, 1T nha anh em. Rồi bán chung luôn, còn khá đẹp nha, răng cổ ok. Nó răng cổ ok nè. Còn khá đẹp nha. Này là không lỏng luôn. Rồi bán cho cái này rẻ này luôn. 150 bao ship luôn, bán giá mềm luôn, 150 bao ship luôn. Rồi cục IC nè, IC này IC IC Y Thái nha mày, Sirigan nha mày, Sirigan nha. Y Thái nè, nó bao sống luôn nha anh em, bao sống luôn. Ôi Y Thái Sirigan nè, bao sống luôn. Cục sạc luôn, này cục sạc hàng zin mới, hàng mới chưa? Ở hàng này hàng đời sau chứ phải hàng thằng Thái nha mày. Hàng này hàng chứ hàng đời sau Mitsuba là hàng Việt. Rồi bán như hình, luôn luôn cái bát luôn nè. Này bị cao su bị rơ bị đứt rồi. Rồi bán như hình nha anh em. Rồi bán như hình 200 bao ship nha anh em. 200 bao ship như hình nè. Hai cục sạc, cục chơi, cục sạc với cục mua IC nha, với cục cái bát luôn, 200 bao ship luôn. Rồi cái lồng nè, cái lồng lồng Thái nha, ốc này anh biết không, thầy tháo đang biết lâu quá đất xịn nhớ nhét hay sao không? Này nha mày. Rồi TH nè, mã TH nha mày, mã TH chữ lớn nha, có mã TH nè. Rồi lồng này lồng đang hình như cốt 1, cốt 2 này, cốt 2 nha mày, cốt 2 quá, đúng rồi, cốt 2 sao. Rồi mặt giống còn nguyên nè, nó mặt giống còn nguyên nha anh em ơi, này mới làm nha, nó mặt giống còn nguyên nha anh em, mặt giống còn nguyên luôn nha, nó lòng không xước luôn, khá đẹp luôn, nó như hình nào, bao sơ mi luôn, chưa đóng luôn, cái bê tông mới làm luôn nè, nó bê tông mới làm nha, nó bao đẹp keng luôn, nó bê tông còn đẹp luôn, sọc ngang còn nguyên si nha anh em, nó sọc ngang còn nhiều nha, nhìn đuôi cái đuôi bê tông sọc ngang còn nhiều không ơi, nó sọc ngang còn nhiều nha, bê tông mới làm nè. Rồi như hình nè, khá đẹp nha anh em.
nó sọc ngang còn nguyên si luôn. Rồi bán cái lòng rim thái nha em ơi, lòng rim thái nha, trái bao ngon luôn nè, bao xài luôn nè, này như có hai sao á, rồi bán đại như đâu hình như có hai nha em ơi. Rồi 550 bao ship nha anh em, cái lòng nha 550 bao ship đó như hình nè. Rồi cái đầu nè, một số đi, rồi một số cúc nhông nè, cúc nhông này cỡ chừng 70% nha, 70-80% thôi. Rồi như hình, số như hình nè, còn ok. Rồi cái này thì nó hơi nhâm. Rồi số 2, số 4 hơi nhâm. Đó, nhìn nha mấy, số 2, số 4 hơi nhâm nha anh em. Đó, rim thái nè. Rồi càng heo thì cũng hơi mòn xíu, có một cái hơi mòn. Này hơi mòn á, mất tiêu rồi. Đây càng ngàn hơi mòn mấy. Rồi bán là rẻ luôn, 100.000 bao ship anh em về làm thì làm nha mấy. 100.000 bao ship nha. Còn lông đền luôn nè. Rồi cái dơn nè. Đó, cái dơn này mắc ốc rồi, ốc nãy tháo ra mà mắc ốc để đâu mất tiêu, không kiếm bạn thấy. Bạn nạn mới thay nè, Nike nè. Nó là chi mới thay nha, tai zin luôn nè, tai zin hết luôn, bạn nạn mới thay nha. Rồi chữ N nè, má dên chữ N nè, nó má dên chữ N nha mấy, hai bên chữ N đầy đủ nha. Dên rim thái mà vẫn đáng được lòng sắt nha, không đắt được lòng nhôm nha ơi. Mới làm nha, bao nhiêu bao xài luôn, về dùng liền luôn, nó bao gì dùng liền luôn, khỏi làm luôn. Bạn nạn mới thay, tai đồng mới ép luôn, tai zin hết luôn, chỉ mỗi này tháo ra người ta mới làm nha, mới làm bán luôn. Rồi cái dên rim thái nha, 400 bao ship nha, về dùng liền luôn, 400 bao ship. Rồi có vỏ đầu nè. Rồi có vỏ, cái vỏ đầu đi. Nó vỏ đầu nè, bao không tung năng sumi nha. Nắp số 8 còn nguyên nè. Đó, nắp số 8 còn nguyên em ơi, nắp số 8 còn nguyên luôn nha anh em. Nó nắp cò còn đẹp luôn. Ở đây còn khá đẹp luôn. Đó, vậy anh em về vệ sinh thêm nha. Không tung năng không sumi nha anh em. Nó bao đẹp như hình luôn nè. Anh em về rửa nhẹ là lụp thôi. Nắp đầy đủ nha, nắp bông nè. Nó nắp ba bông đầy đủ nha em ơi. Nắp bông đầy đủ nha. Đó, bông này đủ nè. Nó như hình nè. Rồi cam zin nè, nó tặng kem cam zin, tặng thêm cam zin nữa nha. Này mắt giảm áp, mắt chó giảm áp nè. Đó, cam cái lửa có sức nhẹ. Đó, cái lửa sức nhẹ còn lại là đẹp, cái lửa đầu gối cái sức nhẹ. Rồi cò lô. Đó, nói chung là bán tặng cái cặp cam cò nha. Rồi bán cái anh em này nè, để anh em là 6 đồng rưỡi bao ship nha anh em ơi. 6 đồng rưỡi bao ship nha. Nó như hình nè, bán 6 đồng rưỡi bao ship luôn, tặng cam cò luôn, cam zin cò lô. Rồi 6 đồng rưỡi bao ship. Rồi bò đuôi đầu nè, bò đuôi đầu nè. Rồi anh em về chạy rửa thêm nha, ốc tá còn được ok. Nó đuôi đầu rim thái nè, xài được lòng sắt em ơi. Rồi bán rẻ luôn. Nó cũng đầu hơi xấu, anh em về chạy rửa thêm nha. Rồi cốt đạp nè, nó cốt đạp là bao đẹp luôn, long lanh luôn. Nó như hình nè. Rồi cốt số này nè, cái cần gạt thì mới, cần gạt thì hàng zin đi nha. Còn cái cốt số nè thì hàng lô nè. Nó cốt số hàng lô nha. Có sao vậy, bò bán luôn. Bò đũa, cốt đạp, cốt số như hình, bán cho em là 150 bao ship em ơi, 150 bao ship nha anh em, 150 bao ship thôi, cốt số luôn nha. Rồi chỉ có như vậy thôi, anh em cần gì liên hệ em ơi. Rồi xin chào anh em nha anh em.